Xin chào tất cả các anh chị đã thường xuyên theo dõi kênh tư vấn phong thủy của Phong thủy Thảo Nguyên. Thì tôi là Thiên Long và mới bên cạnh tôi đây là anh Đức Trung, là trợ lý của thầy Thảo Nguyên. Thì sau một thời gian nhận được rất nhiều các câu hỏi của tất cả các quý anh chị về tất cả các vấn đề liên quan đến làm nhà, xây dựng, rồi thiết kế nhà ở, thì hôm nay tôi cùng với anh Đức Trung sẽ giải đáp tất cả các cái câu hỏi của tất cả các anh chị để làm sao đưa cho các anh chị những cái giải đáp, những cái bộ hồ sơ phong thủy cũng giống như là những cái phần liên quan để giúp các anh chị có một cái định hướng tốt hơn cho cái việc xây nhà, cho cái việc làm nhà của mình. Thì giới thiệu với tất cả các anh chị thì đây chính là anh Đức Trung. Vâng, xin chào anh Đức Trung. Vâng, chào anh Long. Xin chào tất cả các độc giả cũng như là các quý chị đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong thủy Thảo Nguyên. Thì ngày hôm nay rất là vui khi mà Đức Trung và Thiên Long có cơ hội được hướng dẫn các anh chị cũng như là giải đáp những câu hỏi thắc mắc của các anh chị xoay quanh cái vấn đề liên quan làm nhà dựng cửa cũng như là về hành sơn lập hướng. Thì về cơ bản là chúng tôi nhận được rất nhiều, nhưng mà thời gian thì cũng có số lượng có hạn, vậy thế cho nên mỗi một phiên video như thế này thì chúng tôi sẽ giải đáp trong đó khoảng 5 đến 6 câu hỏi khác nhau để cho phù hợp với thời lượng cũng như là các anh chị có thể cập nhật những thông tin một cách tốt nhất. Và kết thúc những video này, các anh chị nếu như mong muốn đặt những câu hỏi để giải đáp thêm thì các anh chị có thể bình luận ở dưới phần bình luận để chúng tôi có cơ hội được tiếp nhận câu hỏi của các anh chị và giải đáp cho các anh chị một cách chi tiết nhất trong những video sau. Và có lẽ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên, anh Long nhận. Vâng, xin cảm ơn anh Trung. Thì không để mất thời gian của tất cả các anh chị, thì hôm nay thì cũng có 5 cái câu hỏi muốn nhờ anh Đức Trung giải đáp và sau đó thì đưa ra những cái góp ý để làm sao các anh chị có một cái phương án tốt nhất. Thì đầu tiên đó là câu hỏi của anh Dũng. Thì anh Dũng cũng có quan tâm đến phong thủy Thảo Nguyên và anh có một cái câu hỏi như sau. Thì anh Dũng có nhắn tin đến phong thủy Thảo Nguyên như thế này. Thì tôi sinh năm 1989 Kỷ Tỵ, vợ sinh năm 1988 Mậu Thìn và có con gái sinh năm 2016 Bính Thân. Xây nhà hướng đông năm 2020 có được không? Thì rất mong thầy Thảo Nguyên cùng các anh chị em trong công ty cho tôi một cái góp ý. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thì không biết câu hỏi này thì anh Trung sẽ giải đáp cho anh Trung như thế nào? Anh Trung. Ok, cảm ơn anh Long. Cảm ơn anh Dũng đã đặt câu hỏi đến với chương trình tư vấn hồ sơ phong thủy tại Phong thủy Thảo Nguyên. Với câu hỏi của anh cung cấp thông tin với chúng tôi bao gồm những thông tin là anh sinh năm 89 Kỷ Tỵ, vợ anh sinh năm 1988 Mậu Thìn, con gái được sinh năm 2016 Bính Thân, và anh hỏi là năm 2020 anh muốn xây cái hướng nhà hướng đông thì có được không, đúng không ạ? Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Thì với tinh thần như thế này, theo anh biết thì với những cái quan điểm về làm nhà dựng cửa mà Phong thủy Thảo Nguyên chia sẻ với các anh chị trong những video trước, thì chúng tôi nói rất nhiều đến cái yếu tố đó là làm nhà thì chúng ta đừng có quá lo đến yếu tố là tuổi của anh chị có làm được nhà hay không, hay là gia đình tôi có những tuổi này thì năm sau tôi có làm được nhà hay không. Mà cái thông tin quan trọng mà các anh chị cần phải biết đó là xác định vào cái năm mình muốn làm đấy thì cái vận đất mà của ngôi nhà mình làm nó có được vượng hay không. Tức là năm 2020 anh định xây cái ngôi nhà là hướng đông, thì câu hỏi đặt ra là chúng ta phải quan tâm đến yếu tố là cái nhà hướng đông này, cái vận khí của hướng đông năm 2020 vận đất thì nó có được tốt hay không để mà làm. Thì cũng trao đổi với anh luôn một cái điều đó là với cái nhà hướng đông mà năm 2020 thì thực sự được khuyên anh không nên xây. Tại vì sao lại thế? Và kể cả năm 2019 và năm 2020 thì anh cũng không nên xây cái nhà hướng đông đâu. Tại vì rằng là chúng ta làm nhà chúng ta phải căn cứ trên yếu tố vận khí của đất, thì chúng ta động thổ đến đất mà chứ đâu có phải động thổ đến người, các anh chị đồng ý không ạ? Do đó là chúng ta phải xem vận khí của đất nó có được tốt hay không. Vậy thì tại sao hướng đông năm 2020 thì không làm được? Vì rằng là chúng ta căn cứ trên yếu tố sát mà đã đáo đến hàng năm, yếu tố sát mà theo cái yếu tố thiên tinh nó vận chuyển vận trình hàng năm, thì chúng ta xem các vị trí tận sát nó có bị phạm hay không, và nếu như cái hướng nhà chúng ta nó phạm những cái vị trí tận sát xấu thì chúng ta không làm được. Ví dụ như năm 2019 cũng không làm nhà hướng đông này được, tại vì rằng là cái nhà mà tọa tây hướng đông thì năm 2019 tam sát nó đến phương tọa, tức là đến phương tây, bao gồm là thân, dậu và tuất. Do đó rằng là đối với cái hướng nhà tọa tây hướng đông tam sát đến tọa thì chắc chắn không làm được, tại vì sát nó đến tam sát nó đến phương tọa thì không có xây cái nhà như thế được. Do đó xây cái nhà tọa tây hướng đông năm 2020 không xây được. Vậy thì năm 2019 không xây được, sang năm 2020 thì tại sao cũng không xây được cái nhà hướng đông này? Vì rằng là thêm một yếu tố sát nữa rất lớn đến với năm 2020 là yếu tố ngũ hành đại sát. Năm 2019 này thì lục bạch đáo đến cái hướng đông, và tiếp đến sang năm 2020 thì ngũ hành đại sát lại nhảy vào cái vị trí hướng đông này. Ngũ hành đại sát tinh là sát khí, là sao đại hung tinh trong hệ thống của thổ tinh, và nó mang yếu tố sát khí rất lớn liên quan đến tai họa mất người, mất máu, mất của và thị phi kiện tụng sát nhân. Bởi thế nên đây là một trong những cái sao mang cái sát khí rất lớn và đáo lên cái hướng đông trong cái năm 2020. Do đó xây cái nhà mà tọa tây hướng đông thì cũng không xây được.
tự chung lại năm 2019 sát đến phương tọa là hướng Tây, chúng ta không xây cái nhà tọa đến đông được. 2020 thì sát lại đến hướng, tức là đến hướng Đông, thì chúng ta không có xây cái nhà mà tọa Tây hướng Đông được. Do đó thằng khuyên anh thì với cái nhà mà tọa Tây hướng Đông thì anh nên để vào các năm sau, ví dụ như sang năm 2021 Tân Sửu thì chúng ta lại xét tiếp, chứ không nên cố gắng là chúng ta làm cái nhà hướng Đông năm 2020 này, thực sự là không có tốt. Vì chúng ta làm, chúng ta nhất định phải đánh giá trên yếu tố vận khí của đất, chứ không phải là tuổi tôi có làm được nhà hay không, hay là các thành viên em năm nay làm nhà nó có phạm tuổi gì không, không phải như thế. Quan trọng nhất là vận khí của đất không làm được thì chúng ta không nên làm nhé. Hướng Đông xin thưa anh chị, nó trải từ cái giải độ đó là 67,5 độ và cho đến là 112,5 độ, tức là từ 67,5 độ di chuyển tiếp, tăng tiếp và chấm hết cho đến 112,5 độ. Đấy là toàn bộ hướng Đông. Nếu như giải độ của nhà anh chị vào cái hướng này thì trong năm 2019 và năm 2020 chúng ta không nên động thổ nhé. Cảm ơn anh Long. Vâng, rất là cảm ơn anh Đức Trung. Thì không biết là cái câu trả lời vừa rồi thì anh Dũng cũng có nghe không, thì cũng có tóm tắt lại cái lời của anh Đức Trung là khi mà mình xây nhà thì mình quan tâm nhất là cái vấn đề cắt khung của sảnh đất. Từ cái cắt khung của sảnh đất đấy thì mình mới xác định được xem đó là năm đấy mình có xây dựng được không. Và với cái thông tin anh Đức Trung đưa ra thì với cái sảnh đất của nhà anh là hướng Đông thì năm 2019 và năm 2020 đều không làm được. Và nếu mà anh có dự định làm thì hãy nên để năm 2021 thì mình tiếp tục mình làm thì nó sẽ cắt hơn. Thì rất là cảm ơn câu trả lời của anh Đức Trung cũng giống như là câu hỏi của anh Dũng. Và các anh chị khác mà cũng có cùng với cái câu hỏi hoặc là lăn tăn cùng với cái ý kiến cùng với câu hỏi của anh Dũng thì có thể gọi điện với Phong Thủy Đăng Nguyên theo số điện thoại là 1900 2292 và tổng nhánh số 2 để gặp các bạn tư vấn kỹ hơn. Hoặc là các anh chị ở trên khu vực Hà Nội thì có thể trực tiếp qua tại văn phòng, tức là phòng 510 tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thủy Cầu Giấy Hà Nội. Thì trên đây thì sẽ có tất cả các bạn trợ lý hỗ trợ các anh chị. Và tiếp theo cái chương trình thì sau đây sẽ đến với câu hỏi thứ hai của chú Quang. Chú Quang có đặt câu hỏi: tôi đã theo dõi với Phong Thủy Đăng Nguyên cách đây hơn 5 năm rồi và thực sự tôi cảm thấy rất là biết ơn và kiến thức của thầy Đăng Nguyên đưa ra rất là tuyệt vời. Thì nhà tôi là ở hướng Đông Nam, tôi tuổi Kỷ Mùi 1979 và tôi có dự định xây lại căn nhà do đang ở vị sai phong thủy và ở nhiều năm thấy rất là bất ổn. Thì không biết là thầy Đăng Nguyên có giúp cho tôi được không? Tôi xin cảm ơn thầy rất nhiều. Và câu hỏi này thì xin nhờ anh Đức Trung, anh vâng, hướng dẫn và giải đáp cho chú Quang. Vâng, xin cảm ơn chú Quang với cái sự theo dõi của chú đối với Phong Thủy Đăng Nguyên. Thì về câu hỏi của chú là chú định xây dựng lại căn nhà đang ở do bị phạm nhiều phong thủy và ở nhiều năm thấy bất ổn thì Phong Thủy Đăng Nguyên có giúp được không? Xin thưa với chú Quang cũng như tất cả các khán độc giả mà theo dõi Phong Thủy Đăng Nguyên thì đây là một trong những cái chuyên môn rất mạnh cũng như là cái chuyên môn chủ đạo của Phong Thủy Đăng Nguyên, đó là liên quan đến việc khảo sát, tư vấn, thiết kế cũng như là đưa các cái phương án để tối ưu về phương án phong thủy đối với nhà của các anh chị và các cô chú. Thì ở đây rằng là với ở đây chú Quang đưa ra cái phương án là cảm nhận thấy sai phạm phong thủy nhiều và thấy nó không ổn thì cũng chưa có cụ thể được rằng là nó sai phạm ở đâu, cũng chưa biết là nó ổn do đâu. Do vậy chúng ta sẽ có hai cái phương án như sau. Nếu như chú mong muốn là xây dựng một cái ngôi nhà mới, tức là chúng ta đập bỏ hoàn toàn cái ngôi nhà cũ để chúng ta xây dựng lên cái ngôi nhà mới, thì ngoài cái yếu tố về tài chính, kinh tế thì điều đấy là điều hoàn toàn chúng ta cần phải chủ động, cũng như là các phương án liên quan đến chúng ta chuẩn bị hết những cái phương án liên quan đến giấy phép về cấp phép xây dựng, hay là đối với làm việc với chính quyền, hay là làm việc với hàng xóm về cái việc chuẩn bị xây nhà để xin phép họ để tránh cái việc làm phiền, hay chúng ta thuê thợ thuyền, cái điều đấy đều đương nhiên trong quá trình chúng ta làm nhà rồi, thì chắc chắn vẫn cần phải việc đo đạt lại độ số hướng nhà xem là bao nhiêu độ, xem là có cái việc là chúng ta đánh giá vận khí của đất vào cái năm tới này thì có làm được nhà hay không. Đấy, thì vẫn phải việc đo đạt lại độ số cụ thể kết hợp với yếu tố về các cái vận khí sát theo khai sơn lập hướng của năm 2019 hoặc năm 2020, chúng ta xét thì có làm được hay không thì cũng đấy quyết định rằng là ngôi nhà chú làm được như thế nào. Thậm chí là với cái việc đó, thầy Đăng Nguyên sẽ trực tiếp về đến nhà của chú Quang để mà đo đạc lại cũng như là khảo sát về yếu tố địa thế, địa hình, cách cục của cái xung quanh ngôi nhà, xung quanh cái trạch đất đấy, xem là ảnh hưởng đến phong thủy ngôi nhà có tốt hay không thì mới quyết định rằng là có nên sinh sống tiếp ở cái trạch đất này hay không, hay là chúng ta lựa chọn cái trạch đất khác, vì rằng là phải đến khảo sát trực tiếp thì mới cụ thể được. Hoặc là nếu trong trường hợp nó đến khảo sát và nhận thấy được ngôi nhà này của cô chú vẫn có thể tu sửa lại được, tức là vẫn có thể là chỉnh sửa lại được cái cách cục bên trong, hoặc vẫn có thể là tu tạo sửa chữa lại được để là tối ưu thêm về không gian, tối ưu thêm về cách cục kiến trúc cũng như là cải tạo lại cái môi trường sống của mình mà vẫn có thể ở được và đánh giá cái yếu tố vận khí của cái ngôi nhà này trong vòng bao lâu nữa sẽ tốt, và nếu như điều kiện kinh tế chưa cho phép để xây lại mới thì vẫn có thể cải tạo được, thì
cũng là một trong những phương án để mà chỉnh sửa đi yếu tố phong thủy này. Còn ở đây rằng là cũng chưa có cụ thể rằng là với nhà của chú là chú định cái nhà này đang ở theo hướng gì, hay là cũng không có bản vẽ công năng chi tiết, cho nên cũng chưa có đánh giá được việc nó sai phạm ở đâu. Thì có lẽ cũng là vì yếu tố cảm nhận của chú liên quan đến cái môi trường sống của mình không được tốt, do đó mong muốn được phong thủy Tam Nguyên tư vấn thì hãy để chi tiết nhất thì hãy để thầy Tam Nguyên đến trực tiếp nhà của chú, hoặc là chú có thể là gửi thông tin bao gồm là bản vẽ công năng mặt bằng đúng tỷ lệ, có thể là bản vẽ file kép hoặc là file vẽ tay cũng được, nhưng mà phải đúng tỷ lệ, có thể gửi qua. Thứ hai, thông tin nữa là hướng nhà là bao nhiêu độ, và cái thứ nữa là năm sinh các thành viên trong nhà, thì lúc đó đội ngũ trợ lý của thầy cũng sẽ phân tích cho chú được rằng là cái yếu tố về cách cục bên trong ngôi nhà có được tốt hay không, sai đâu và cách chỉnh sửa như thế nào, thì đấy là một trong những cách mà phòng thủy Nguyên có thể hướng dẫn và hỗ trợ chú được. Xin cảm ơn chú Quang, chúc chú nhiều sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn anh Trung. Thì cái câu trả lời của anh Đức Trung, tức là cái nhà của chú thì chú cần phải có một cái nó rõ ràng hơn, tức là chú phải có độ số chính xác của cái hướng nhà mình, và cái thứ hai là cái vấn đề của gia đình mình là ở đây là như thế nào. Vì phong thủy Tam Nguyên sẽ hỗ trợ cho tất cả các gia đình, không chỉ là riêng gia đình chú mà tất cả các gia đình khác nữa, là về cái vấn đề tư vấn, khảo sát, lập hồ sơ phong thủy và tất cả các vấn đề liên quan đến nhà ở. Do đó chú có vấn đề cụ thể như thế nào thì chú hãy liên lạc lại với phong thủy Tam Nguyên theo số điện thoại 19002292 nhánh số 2. Sau đó thì chú sẽ trao đổi về tất cả cái vấn đề cụ thể của gia đình mình. Xin cảm ơn chú Quang. Và tiếp theo là sẽ là câu hỏi của chị Ngọc. Thì chị Ngọc có câu hỏi là: tôi có thường xuyên xem tất cả các video của thầy trên YouTube thì thấy thầy giảng rất hay. Thì cho tôi hỏi bên mình có làm về thiết kế nhà ở theo phong thủy không? Và nếu thiết kế thì phương án thiết kế và chi phí thiết kế như thế nào? Tôi xin cảm ơn thầy và cảm ơn công ty Phong Thủy Tam Nguyên. Thì câu hỏi này thì xin nhờ anh Đức Trung cũng trao đổi và gửi gắm những cái lời giải đáp đến chị Ngọc, để chị Ngọc cùng với tất cả các anh chị có một cái cách nhìn nó tốt nhất và hiểu rõ nhất về vấn đề. Xin mời Đức Trung. Cảm ơn anh Thiên Long. Xin chào chị Ngọc. Câu hỏi của chị gửi đến Phong Thủy Tam Nguyên đó là hỏi xem là với cái Phong Thủy Tam Nguyên có thể là tư vấn thiết kế phong thủy cho nhà chị hay không, cũng như là phương án thiết kế thì như thế nào, cũng như là chi phí như thế nào, đúng không ạ? Cũng trao đổi với chị Ngọc cũng như tất cả các anh chị đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tam Nguyên này, thì cái hạng mục liên quan đến khảo sát, tư vấn thiết kế lên yếu tố công năng phong thủy cũng như là hạng mục về hồ sơ phong thủy, đây là trong những chuyên môn hàng đầu mà Phong Thủy Tam Nguyên đang có. Do đó là với cái năng lực cũng như là với cái trách nhiệm của Phong Thủy Tam Nguyên thì xin thưa với chị Ngọc thì đây không phải là vấn đề khó đối với chúng tôi. Điều quan trọng rằng là cách mà chúng ta làm việc như thế nào cũng như là nắm bắt thêm những cái thông tin của chị để có thể là tư vấn cho chị cũng như giải đáp những cái sự hiểu của chị để rõ hơn và chị yên tâm hơn trong quá trình làm nhà, điều đấy rất là quan trọng. Thì ở đây rằng là đối với việc các chị mong muốn Phong Thủy Tam Nguyên tư vấn khảo sát thì đó điều đương nhiên rồi, Phong Thủy Tam Nguyên sẵn sàng hướng dẫn chị cũng như là triển khai với gia đình mình về hạng mục này thôi. Thì với quy trình mà Phong Thủy Tam Nguyên đưa ra đó là sau khi mà tiếp nhận những cái thông tin đầu vào của chị Ngọc cần phải cung cấp thêm với chúng tôi thông qua cái việc là bản thân chị có đo được cái độ số hướng nhà hay hướng trạch đất mà ngôi nhà mình đang ở này hay không, xem là hướng này là bao nhiêu độ, và đo một cách chính xác để chúng tôi tư vấn trước cho chị về cái việc cái yếu tố khai sơn lập hướng, xem là cái trạch đất này có nên làm trong cái năm nay hoặc là năm tới hay không, hay các năm sau thì chúng ta có nên làm hay không, để mà bước qua cái bước lọc đầu tiên để tránh cái việc mà chúng ta không có thời gian, thì cái việc mà chị đo được cái độ số nhà đấy là một trong những cái phương án rất là tốt. Còn trong trường hợp đó là nếu mà chị không nắm được độ số hướng nhà thì chị cũng có thể là dựa trên những cái thông tin trên cái hồ sơ trích lục sổ đỏ, thì trên cái đấy thì một số các cơ quan địa chính người ta cũng sẽ đo được cái hướng để hoa tiêu chị Bắc Nam ở trên sổ đỏ anh chị rồi, thì anh chị căn cứ trên cái sổ đỏ của mình hãy chụp lại một cách vô vắng và gửi qua Zalo đối với đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên sẽ in ra được cái hướng nhà một cách chi tiết cụ thể, hoặc là anh chị cũng có thể sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt để mà tải về và lấy cái tọa độ GPS ở trên đấy gửi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể là tìm ra được cái hướng nhà chính xác của trạch đất anh chị, từ đấy đánh giá được yếu tố cát hung vận khí của cái hướng đấy có làm được không. Khi mà nếu mà không làm được thì có lẽ chúng tôi sẽ khuyên anh chị nên làm bằng các năng khác, còn nếu mà làm được thì chúng ta sẽ triển khai cái bước tiếp theo. Nhưng mà điều quan trọng rằng là cái trạch đất đấy của anh chị hình thế cách cục của nó có được tốt hay không, rồi là các yếu tố về phong thủy hình thế nó tác động đến cái trạch đất của ngôi nhà các anh chị nó có tốt hay không, thì việc này cần phải khảo sát trực tiếp thì mới ra được, tức là thầy Tam Nguyên sẽ đến trực tiếp để mà khảo sát. Thì thông qua cái việc là thầy đến trực tiếp khảo sát nhà của anh chị bằng cách đo đạc lại độ số
để mà sau đó để khảo sát cái yếu tố về đại cục, đường đi nối lại ngã ba ngã bảy xung quanh, hình thế xung quanh, núi non sông nước, các công trình dân sự xung quanh ảnh hưởng đến tác động đến cái trạch khí của đất ngôi nhà của anh chị như thế nào, và đưa cái lời khuyên rằng anh chị có nên ở cái ngôi nhà đấy không, có nên ở cái trạch đất đấy không, và có nên động thổ xây dựng trên trạch đất đấy không. Để trong trường hợp ví dụ như chúng ta khảo sát ra, chúng ta mới thấy rằng là cái trạch đất này nó lại bị phạm hoàng tuyền, nó bị phạm vào bát sát, nó bị phạm vào những cái yếu tố sát đối với tam bảo phái và không nên ở, thì thầy sẽ đưa ra một lời khuyên vô cùng chân thành với các anh chị là không nên ở trạch đất này mà hãy lên ở một trạch đất khác. Trạch đất đấy như thế nào thầy cũng sẽ đưa ra cái mô tả khuyên các anh chị để các anh chị tìm một cái trạch đất tốt nhất để các anh chị ở. Do đó rằng là sau khi nếu như khảo sát được và thấy trạch đất này ok xây dựng được thì thầy sẽ bàn tiếp với lại anh chị về mong muốn công năng, tức là mong muốn công năng các anh chị muốn xây dựng với diện tích đất như thế này thì các anh chị muốn xây dựng với diện tích xây dựng như thế nào. Ví dụ như là diện tích là 300m2 nhưng chị chỉ muốn xây dựng cái với cái diện tích là 150m2 một sàn thôi và với 2 tầng thì tương tự như thế. Tiếp nữa đó là công năng tầng 1 như nào, công năng tầng 2 như thế nào thì thầy sẽ hoàn toàn tiếp nhận những cái mong muốn của các chị. Đi đôi với đó thầy sẽ kết hợp với những cái thực nghiệm, kết hợp những cái kiến thức về trong kiến trúc và phong thủy của thầy. Thầy sẽ tham mưu và hướng dẫn lại các chị bằng cách đó là với cái ngôi nhà các chị tương đây thành viên thì các chị nên thiết kế một ngôi nhà với tương đây diện tích, tương đây công năng thì nó sẽ hợp lý và nó sẽ tiết kiệm cái chi phí. Và quan trọng ở một đơn vị tư vấn với có tầm và có tâm thì sẽ cần phải có khả năng đó là tham mưu lại cho anh chị để đưa ra cho anh chị một phương án tốt nhất. Vì rằng là cái yếu tố mỗi đời người chúng ta chỉ làm được một vài ngôi nhà trong một đời người. Tuy nhiên đối với phong thủy Nam Minh chúng tôi tự hào và tự tin rằng là với mỗi một năm chúng tôi triển khai hàng nghìn cái cuộc khảo sát, tư vấn và lập hồ sơ phong thủy thì chúng tôi hoàn toàn để đưa ra những phương án tốt hơn, tối ưu hơn nữa đối với gia đình của chị Ngọc. Thì chị Ngọc sẽ thấy là phương án đó nếu như tốt hơn thì sẽ tiếp nhận và sau đó thầy sẽ đưa cái mong muốn của anh chị đấy kết hợp với những sự tham mưu của thầy để triển khai với lại đội kiến trúc sư của phong thủy Nam Nguyên. Thì khi đội kiến trúc sư của phong thủy Nam Nguyên vẽ xong bản vẽ thì sẽ tiến hành là thầy duyệt đến yếu tố về phong thủy và kiến trúc. Nếu thầy đã duyệt ok xong rồi sẽ tiến hành gửi lại chị để chị xem là đã đảm bảo yếu tố mong muốn hay chưa và chị có quyền để sẽ chỉnh sửa. Và khi cả hai mà đã nhất trí ra là một phương án bản vẽ công năng rồi thì lúc đó chúng ta sẽ đi đến tiếp hạng mục tiếp theo, đó là lập các bộ hồ sơ liên quan hồ sơ phong thủy hay hồ sơ kỹ thuật thi công hay là phối cảnh 3D hay là hồ sơ nội thất. Lúc đó chúng ta triển khai từng bước một. Về cái chi phí về báo phí chị thì nó còn là căn cứ trên yếu tố diện tích của đất và diện tích xây dựng nữa, đồng thời là khoảng cách đi lại của chị như thế nào thì cần được cụ thể thêm thông tin được thì chúng tôi mới có thể là báo phí chi tiết đến với chị Ngọc hay là các anh chị được. Tuy nhiên với cái lộ trình như vậy để các anh chị hiểu được từng bước chúng ta kết hợp với nhau giữa cái việc đó đơn vị tư vấn là phong thủy Nam Nguyên, thầy Nam Nguyên cùng với gia chủ các anh chị thì nó cần có sự nhân duyên và khớp lại được với nhau thì khi đấy làm nên ngôi nhà đó là không gian sống của các anh chị, đó là ngôi nhà của anh chị và đó là cái nơi mà sinh ra tài vượng, sức khỏe, niềm vui, gia đạo, hạnh phúc, sự nghiệp, mọi thứ đi lên nó đều ở đó. Do vậy là tất cả những gì mà phong thủy Nam Nguyên đang làm, tất cả những gì mà mong muốn của các anh chị đều hướng đến một cái mục đích lớn nhất, đó là giúp cho ngôi nhà của anh chị trở nên tốt hơn, không gian sống của các anh chị trở nên tốt hơn và thịnh vượng hơn. Thì đấy là điều mà phong thủy Nam Nguyên chia sẻ với các anh chị. Thông tin chị Ngọc đưa ra ở đây về cơ bản chúng tôi giải đáp đến vậy, vì rằng nó vẫn thiếu những cái con số cần thiết thì chưa thể là báo phí chi tiết chị được. Cảm ơn chị Ngọc. Xin cảm ơn anh Trung và xin chia sẻ với chị Ngọc, đó là cái thông tin mà chị gửi đến chương trình và gửi đến phong thủy Nam Nguyên thì khuyên chị đó là nên cung cấp đầy đủ về tổng số hướng nhà cũng như là thông tin của tất cả các thành viên trong gia đình và tất cả các thông tin đi kèm. Và cái việc thiết kế và nên bộ hồ sơ phong thủy thì chị hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm với thầy Tăng Nguyên cùng với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư của phong thủy Tăng Nguyên sẽ hỗ trợ cho chị làm sao có một cái căn nhà hòa hợp cả về yếu tố kiến trúc, phong thủy để giúp gia đình mình thịnh vượng và cát lành. Tiếp theo là đến câu hỏi của anh Nam. Anh Nam thì ở Hiệp Hòa, Bắc Giang chỉ có một câu hỏi như này: em chào thầy và chào chương trình tư vấn phong thủy Tăng Nguyên. Em dự định làm nhà và đã có bản vẽ thiết kế xây dựng, nhưng do trong quá trình thiết kế em thấy có nhiều điểm nó không tốt thì xin nhờ thầy cùng chương trình kiểm tra và chỉ giúp em về cái cách sắp xếp, sắp đặt phòng ốc công năng như thế nào cho nó đúng phong thủy. Em xin cảm ơn thầy, cảm ơn chương trình và cảm ơn phong thủy Cao Nguyên. Thì xin mời anh Đức Trung trả lời câu hỏi của anh Nam. Vâng, cảm ơn Thiên Long, cảm ơn anh Nam. Với câu hỏi của anh Nam đó là anh Nam chuẩn bị làm nhà đúng không ạ, và đã có cái bản vẽ thiết kế thì nhờ thêm phong thủy Tâm Nguyên chúng tôi tư vấn liên quan đến cái việc sắp đặt bố trí phòng ốc công năng xem đã được lấy phong thủy hay chưa và cách chỉnh sửa như nào. Thì cũng xin cảm ơn anh Nam và chúc mừng anh Nam một điều, đó là vì rằng là cái nhà của anh chưa xây, do đó rằng là tất cả các phương án liên quan đến bản vẽ thiết kế của anh hiện tại nó mới dừng lại
ở trên phương án 5 chúng ta cứ coi như là bản nháp và chưa chốt bất cứ gì cả. Vì rằng anh chưa động thổ, anh chưa xây dựng lên kết cấu móng vì anh vẫn có khâu chỉnh sửa. Do đó rằng là với cái nghiệp vụ chuyên môn của phòng tuyển dụng viên, chúng tôi hoàn toàn yên tâm với năng lực của mình là sẽ tối ưu thêm cái bản vẽ của anh một cách tốt nhất. Thì hiện tại ở đây thì tôi chưa có bản vẽ trên tay bản vẽ của anh Nam, nhưng về cơ bản rằng là trao đổi với anh như thế này. Dĩ nhiên là cái việc làm nhà chúng ta vẫn phải xét trên yếu tố đầu tiên là vật lý của đất có làm được hay không, đúng không ạ? Thì ở đây rằng là cần phải nắm thêm được cái thông tin hướng nhà của anh Nam là bao nhiêu độ nữa để đánh giá, nên khuyên anh chân thành là có nên làm hay không và nên làm vào tháng nào cho nó vượng ạ. Rồi tiếp đến chúng ta mới tính toán những cái năm tháng ngày giờ để chúng ta đập thổ, phương thức đập thổ, chọn tuổi đập thổ như thế nào. Đấy là những cái mà yếu tố đầu tiên trong phong thủy. Cái thứ hai là anh có bản vẽ thiết kế rồi đúng không ạ? Bản vẽ thiết kế rồi thì cũng xin thưa với anh như thế này. Không biết là cái bản vẽ thiết kế này là anh tự vẽ hay là bên kiến trúc sư của anh vẽ hay là người nhà anh vẽ nữa. Tuy nhiên là để mà thiết kế được một cái bản vẽ công năng mà nó đảm bảo thì nó cần phải đối phong thủy đặc biệt, chúng tôi căn cứ trên 4 tiêu chí như sau. Tiêu chí thứ nhất đó là cái bản vẽ đây nó phải đảm bảo cái yếu tố về mong muốn sử dụng của gia chủ. Tức là cái việc đó là anh chị đang ở ngôi nhà như vậy thì anh chị mong muốn tầng 1 công năng như thế nào, tầng 2 công năng như nào, tầng 3 công năng như nào thì các anh chị cần được thể hiện ở trên đó. Tránh cái việc chúng ta xây xong rồi chúng ta mới thấy rằng là ô nó thừa thãi quá, nó rộng mà không ở đến. Hay là xây xong rồi chúng ta mới thấy nó chật chội quá, biết thế ngày xưa xây rộng hơn, biết thế ngày xưa nới rộng hơn chỗ này, nới rộng hơn chỗ kia. Thì chúng ta cần phải thể hiện rõ cái mong muốn của mình và quan điểm của mình như vậy dựa trên cái nhu cầu thực tế của gia đình mình. Cái thứ hai đó là cái bản vẽ nó phải phù hợp với yếu tố về các tiêu chí phong thủy. Tiếp tiêu chí phong thủy ở đây nào, đối với một ngôi nhà cho rằng nó là ngôi nhà tầng thì nó liên quan đến yếu tố bổ trục khí, tức chúng ta phải biết yếu tố bổ trục khí theo trục dọc và trục ngang như thế nào. Trục dọc tức là đặt cầu thang ở đâu, điểm lên cầu thang như thế nào. Trục ngang tức là giao thông hành lang đi lại trong phòng để sao cho khí được bổ loan hoàn, tức là chúng ta nạp khí và cái dòng khí được bổ khí loan hoàn dẫn theo cầu thang và lên tất cả các phòng ốc trong nhà, thì cái dòng khí phải luôn được loan hoàn và luân chuyển để cho nó sinh ra cái sức khỏe, sinh ra yếu tố tài vượng, chứ tránh cái trường hợp nó bị bí khí hay bị thoái khí thì điều đấy nó không phải tốt. Cho nên rằng là cái việc xây dựng nhà với nhà tầng thì quan trọng nhất đó là cái việc chúng ta bổ trục khí ra làm sao. Rồi tiếp nữa thì cái việc sắp xếp bố trí các công năng, thì sau khi bổ trục khí xong rồi thì cái việc sắp xếp bố trí các công năng nó phải tránh những cái yếu tố về thần sát quan trọng. Ví dụ như là phải tránh những cái vị trí như bếp không thể được đặt vào cung tài lộc, không thể được đặt vào cung quý nhân hay là cung bản mệnh của bất cứ thành viên nào gia đình anh chị. Tương tự thế nhà vệ sinh cũng vậy, nó không thể nào đặt để dính vào những cung thần sát quan trọng. Hay là các cái yếu tố về hình thế xung quanh, cách cửa nẻo của nhà vệ sinh hay bếp nó không thể đối diện nhau, hay là cửa vị trí cửa này không được đối diện cửa kia, thì cái việc này là cần phải thông qua một người kiến trúc sư có sự am hiểu cả về kiến trúc và có sự am hiểu cả về phong thủy thì mới có thể đánh giá được. Ở đây thì Đức Trung chưa có nhận được cái bản vẽ của anh cũng chưa có dành thời gian để mà xem chi tiết bản vẽ được, do đó là cũng chưa có đánh giá được cụ thể là cái ngôi nhà anh nó cụ thể như thế nào, nó bị xuống sát làm sao hay là những cái điểm nào tốt. Thì cơ bản là chúng tôi sẽ tiếp nhận cái bản vẽ của anh Nam và sau đó phân tích. Thì nếu như những cái nào mà tốt rồi thì chúng tôi sẽ giữ lại theo mong muốn của anh, và những cái nào mà chưa tốt thì chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh sửa lại thông qua việc ví dụ bếp đặt sai thì nên đặt lại vị trí này, nhà vệ sinh không nên để ở đây đâu và nên di chuyển ở phương án khác, cầu thang đặt ở đây là điểm sát chúng ta nên di chuyển cầu thang. Và trong trường hợp trao đổi với anh Nam thẳng thắn luôn với các anh chị biết là chúng ta vẽ được là một chuyện đồng ý mà, nhưng vẽ đúng phong thủy thì không là câu chuyện khác. Do đó rất nhiều gia chủ sau khi gửi bản vẽ đến cho chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn coi như vẽ lại từ đầu để sao cho nó chính xác nhất. Và tất cả các gia chủ, tức là 100% các gia chủ đều đánh giá rằng là cái phương án mà phong thủy Đồng Nguyên vẽ lại, thiết kế lại nó tối ưu hơn với cái phương án bản vẽ mà các chị đang có. Điều này chúng tôi tự tin và điều này chúng tôi chắc chắn luôn, và chúng tôi hoàn toàn có thể là trao đổi thẳng thắn với bất cứ kiến trúc sư của bất cứ công ty kiến trúc nào thông qua cái việc đó để sao tối ưu hơn, và mục đích đó là vì lợi ích của gia chủ, vì lợi ích của thân chủ, vì lợi ích của chính các anh chị, ngôi nhà của các anh chị, chứ không phải chỉ đơn giản rằng là về yếu tố về chi phí vì gia đình anh chị trước. Do đó là mọi phương án phong thủy đương nhiên đưa ra nó tốt đối với gia đình anh chị trước. Chúng tôi nhắc lại một cái bản vẽ công năng phong thủy nó phải đảm bảo 4 tiêu chí. Thứ nhất, xuất phát từ mong muốn nhu cầu sử dụng của gia đình anh chị. Thứ hai, nó phải đảm bảo yếu tố phong thủy. Thứ ba, nó phải đảm bảo yếu tố về kiến trúc và thẩm mỹ. Và thứ tư, nó phải mang yếu tố về tiết kiệm diện tích không gian để tiết kiệm cái chi phí thi công cho nhà anh chị. 4 cái tiêu chí này sẽ quan trọng và chúng ta không thể lược bỏ bất cứ tiêu chí nào cả. Do đó là đối với phương án của nhà anh Nam thì chúng tôi sẽ tiếp nhận cái bản vẽ của anh và sau đó sẽ tiến hành phân tích trao đổi cụ thể hơn với anh Nam. Tương tự vậy, các anh chị khác đang trong trường hợp giống như anh Nam, nó chưa xây nhà mà có bản vẽ thiết kế rồi mà cần phong thủy Thái Nguyên tư vấn, thì các anh chị hoàn toàn nên gửi qua email phongthuythainguyen@gmail.com hoặc là gửi qua cái Zalo, số Zalo của các trợ lý mà các anh chị đang trao đổi, thì chúng tôi sẽ tiếp nhận và tham mưu lại các anh chị một bản thứ nhất. Có thể là tư vấn qua online để các chị nắm được, hoặc có thể mời các chị trực tiếp lên trên đây để tôi tư vấn các chị.
Xin cảm ơn anh Thiết Long, cảm ơn anh Nam. Xin cảm ơn anh Nam về câu hỏi dành cho Phong Thủy Thông Nguyên. Thì với câu trả lời của anh Đức Trung và Phong Thủy Thông Nguyên đưa ra là cái vấn đề làm nhà và cái bộ bản vẽ thiết kế thôi là không đủ, mà quan trọng nữa đó là về cái sự hòa hợp cả yếu tố 4 tiêu chí trong phong thủy nữa. Do đó anh Nam có tin tưởng và đã có biết đến Phong Thủy Thông Nguyên thì anh Nam có thể gửi cái bản vẽ thiết kế của anh qua website, qua email hoặc là qua Zalo của các bạn trợ lý, thì thầy sẽ hỗ trợ làm sao chỉnh sửa cái bản vẽ cho anh nó đúng đắn nhất. Và các anh chị khác cũng vậy, nếu các anh chị cũng đã đang lăn tăn về cái vấn đề thiết kế xây dựng cũng giống như là có một cái bản vẽ xây dựng của mình rồi thì cũng có thể đó là gửi qua Phong Thủy Thông Nguyên thông qua các kênh email, Zalo và online thì sẽ có các bạn trợ lý hướng dẫn nhiệt tình cho các anh chị. Và tiếp theo là cái câu hỏi của chú Phương, thì chú có câu hỏi là tôi sinh năm 1968, nhà ở hướng Tây Nam, thì năm sau tôi định xây cơi nới thêm một nhà cũ, một nhà ở phía bên phải nhà cũ, thì nhờ thầy Tăng Nguyên cùng chương trình hướng dẫn tôi ngày giờ làm nhà mới cũng như chỉnh sửa lại nhà cũ cho đúng phong thủy được không ạ? Tôi xin cảm ơn thầy, cảm ơn chương trình và cảm ơn thầy Tăng Nguyên. Thì câu hỏi này thì xin nhờ anh Đức Trung là giải đáp cho chú Phương để chú có một cái câu trả lời và có một cái phương án để tiến hành làm nhà. Cảm ơn anh Thiên Long, cảm ơn chú Phương đã gửi đến câu hỏi đối với Phong Thủy Thông Nguyên. Xin trao đổi với chú Phương như thế này. Hiện nay là chú đang ở ngôi nhà hướng Tây Nam, và năm sau thì tức năm 2020 chú định là sẽ cơi nới thêm một cái ngôi nhà nữa ở phía bên phải của nhà cũ, đúng không ạ? Thì cái đầu tiên là trao đổi với chú Phương, đó là ngôi nhà chú hiện tại đang hướng Tây Nam, tức là chúng ta hiểu là bước mặt sang ngoài cửa, mặt mình nhìn thẳng về hướng Tây Nam thì đấy chính là hướng nhà, đúng không ạ? Vậy thì chú năm sau chú định cơi nới sang cái phương bên phải, tức là phương đấy là phương Tây Bắc nếu như hiểu vuông góc, đúng không ạ? Còn nếu trách sang phải một tí ở góc chéo thì đấy là phương Tây, còn nếu một vuông góc sang thì lên phương Tây Bắc. Do vậy rằng là năm 2020 chú tính tu sửa lại cái phương Tây Bắc của nhà chú, đúng không ạ? Đấy, thì đấy chính là cái mong muốn của chú. Thì cái việc mà có làm được không hay là phương án ngày giờ như thế nào, đúng không? Đấy, thì cái điều này hoàn toàn Phong Thủy Thông Nguyên tư vấn cho chú được thôi. Tuy nhiên cái điều là chúng ta muốn tu sửa lại nhà thì chúng ta cần phải căn cứ trên yếu tố về khai sơn lập hướng của năm 2020 canh tí, xem là cái phương Tây Bắc đấy chúng ta có triển khai tu tạo sửa chữa được hay không, và nên tu tạo sửa chữa vào cái tháng nào, thì tiện đây cũng trao đổi với chú Phương luôn. Thì cái phương Tây Bắc nó bao gồm ba cung là Tuất Cản Hợi. Thì trong cái phương án liên quan đến khai sơn lập hướng mà thầy Tăng Nguyên cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy di động thế giới phân hội tại Việt Nam đã luận giải trong cái sang năm 2020 canh tí, thì cái phương Tây Bắc này sang năm sau chú hoàn toàn nên tu tạo sửa chữa được, nhưng khuyên chú rằng là nên để sáu đồng chí, tại vì rằng là các trong đó thì có trong ba sơn hướng của phương Tây Bắc đó là Tuất Cản Hợi, thì trong đó có cái phương Hợi đó là phạm tam sát, vì rằng là năm 2020 thì năm 2020 canh tí thì Hợi, thì 2020 canh tí Hợi Mão Mùi tam hợp, thì tam sát nó đến phương là Tị Ngọ Mùi, do đó rằng là hướng Hợi thì nó phạm tam sát thì không xây được. Còn đối các phương khác bao gồm là Tuất và Càn thì tu tạo sửa chữa cũng được, nhưng mà khuyên rằng nên để sau đồng chí thì nó sẽ vượng hơn, vì rằng là chúng ta cần phải đánh giá trên yếu tố về mộ long biến vật sát và mộc kỷ đối thiên sát nữa, thì khuyên chúng rằng nên để sau đồng chí thì triển khai tu tạo sửa chữa ở phương Tây Bắc này sẽ hợp lý hơn. Còn bây giờ sang một cái phương án, đó là bây giờ chúng mong muốn là Phong Thủy Thông Nguyên tư vấn thiết kế cho chú, thì cái việc này cũng hoàn toàn nhất trí được, bằng cách là chú cần phải đo lại cái độ số từ hướng Tây Nam là bao nhiêu độ, cũng như là năm sinh, ngoài năm sinh của chú là 1968 mẫu thân, thì kết hợp với năm sinh các thành viên khác nữa bao gồm vợ con chú là hay là có thành viên nào sống trong nhà thì năm sinh như thế nào, để đưa ra được cái việc bố trí nó không được phạm sát, cũng như rằng là cái mong muốn của chú rằng chú đi cơi nới ở đây chú xây thêm một ngôi nhà nữa thì công năng mong muốn như thế nào, thì cần phải trao đổi cụ thể với Phong Thủy Thông Nguyên để mà chúng tôi nắm được cái phương án để mà trao đổi cũng như tư vấn và lên cái phương án bản vẽ để mà chú có thể là duyệt. Hoặc là để mà chi tiết nhất thì hãy chuyến mời thầy Tăng Nguyên về trực tiếp nhà của chú để mà đo đạc khảo sát cũng như là bản vẽ của chú về phương án tu tạo sửa chữa, thì nó sẽ rất là cụ thể, cũng sẽ rất là dễ dàng đối Phong Thủy Thông Nguyên trong quá trình thiết kế. Xin cảm ơn chú cũng như là mong chú là tiếp nhận những cái thông tin trên để yên tâm hơn trong quá trình năm sau chú tu tạo sửa chữa xây lên ngôi nhà của mình. Cảm ơn chú Phương. Cảm ơn anh Đức Trung. Thì với cái câu trả lời của anh Đức Trung thì muốn trao đổi lại với chú Phương, đó là chú có muốn làm nhà hay như thế nào, thì đầu tiên đó là chú xác định rõ cái độ số của hướng nhà mình là hướng Tây Nam, và sau đó với cái hướng Tây Bắc, tức là chú muốn sửa chữa và xây mới bên phía bên phải, thì chú hãy cố gắng làm sao đồng chí, thì lúc đấy thì cái công việc làm của mình nó sẽ tốt hơn. Và trên đây là tất cả các cái câu hỏi mà
chương trình có đưa ra và giải đáp cho các anh chị và các anh chị khác mà có câu hỏi và cần phong thủy tông viên giải đáp cũng giống như là đưa cho những cái gợi ý, thì các anh chị có thể gọi đến số online đó là 1900 2292, bấm phím số 2 để gặp các bạn xử lý. Và các anh chị có thể để lại cái bình luận theo cái cú pháp, đó là để lại họ tên, năm sinh, số điện thoại cùng câu hỏi của mình. Hoặc tiếp theo các anh chị có thể lên trực tiếp tại văn phòng, tức là phòng 510 tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, cầu Giấy, Hà Nội, thì sẽ có đội ngũ các bạn trợ lý của thầy Tăng Nguyên hỗ trợ các anh chị giải đáp tất cả các câu hỏi và thắc mắc để làm sao các anh chị rõ nhất về tất cả các vấn đề của mình. Và do cái thời lượng của chương trình đến đây thì nó cũng kết thúc, thế nên là tôi cùng với trợ lý Đức Trung sẽ tạm dừng cái chương trình ở đây và chúc toàn thể các anh chị có một sức khỏe, tài lộc và toàn gia thịnh vượng. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.